Lịch xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Lịch visa lịch mở hồ sơ chính thức tháng 3 của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ hôm nay đã có. Xin mời mọi người cùng theo dõi lịch tháng này nha. Ký hiệu của các diện hồ sơ như sau. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Và diện tu sĩ thì luôn luôn có hiệu lực. Lịch visa tháng 3 năm 2020 còn gọi là lịch phỏng vấn. Diện F1, đến ngày 8 tháng 10 năm 2013, tăng 6 tuần. Diện F2A, vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B, đến ngày 15 tháng 9 năm 2014, tăng 3 tuần. Diện F3, đến ngày 15 tháng 12 năm 2007, tăng 3 tuần. Diện F4, đến ngày 1 tháng 7 năm 2006, không tăng, lịch vẫn đứng yên của diện F4. Lịch mở hồ sơ tháng 3 năm 2020 còn gọi là lịch làm 6 bước. Diện F1, ngày ưu tiên đến ngày 8 tháng 6 năm 2014, tăng 10 tuần. Diện F2A, đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, tăng 4 tuần. Diện F2B, đến ngày 15 tháng 5 năm 2015, tăng 3 tuần. Diện F3, đến ngày 15 tháng 8 năm 2008, tăng 3 tuần. Và diện F4, đến ngày 22 tháng 7 năm 2007, không tăng, vẫn đứng yên. Nhìn chung, lịch tháng 3 năm 2020, diện F1 vẫn là diện được ưu tiên nhiều nhất, tăng được 6 tuần ở visa và 10 tuần ở lịch mở hồ sơ. Còn diện F2A vẫn duy trì ở mức hiện tại. Diện F2B và diện F3 đều tăng bằng nhau ở cả lịch mở hồ sơ và lịch visa, đều tăng 3 tuần. Còn diện F4 trong lịch tháng 2 đã bị lùi so với trước. Nhưng sau đó thì đến tháng 3, lịch vẫn đứng yên, không tăng tuần nào. Tháng này rất buồn cho diện F4. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Mọi người bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp và cũng như để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Lịch visa và lịch mở hồ sơ tháng 4 năm 2020 sẽ được cập nhật từ ngày 15 cho đến ngày 18 tháng 3 năm 2020. Mọi người nhớ bấm like và subscribe đăng ký để được YouTube báo có video clip mới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào ạ.